Qua dặm tháng thằng để đầu xuất phát. À có gì đây là hướng đường đi dặm tháng phải không? Xuất phát. Khởi động máy. Xin nhanh trái. Rồi con kia nó vô cái chuồng là chắc cũng phải 5 phút á, nó vô rồi nó tới đuôi nó hẹp nó đây nó cong đây nè. Mấy đây mình thấy đâu xa đúng không Thụ? Thấy nó là đâu trừ điểm rồi đúng không? Tới cái bạch cái mình thấy ở dưới đây nó có cái bạch vàng. Mình cái bạch trước mình không được đạp bạch vàng đó. Thấy là cầm cho mình tại vì mình thấy là cái đoạn đây mình thấy chậm chậm cũng được không sao. Nếu mà mình chứ mà cái đoạn tiên tốc kia là thấy cái bạch vàng là nó ở trước cái bạch đi bộ sập 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 đó. Nếu mà mình qua cái bạch trắng là tương đương với đạp được bạch đi bộ luôn. Nói chung là phải có dừng lại. Nói chung là phải dừng chứ để hú mà, dừng cái điểm mà. Rồi thẳng luôn. Rồi. quá là sợ sát lì đập rồi không hư hả? Đâu làm gì chưa mà làm gì vậy mà chưa qua cái luôn. Qua gương đó hay thụ có không à, không dừng mà không dừng luôn đánh sớm một chút, nếu mà đi là phải đánh sớm hơn chưa tới điểm là đánh liền, còn nếu mà dừng là nghe điểm đánh chứ tại vì mình vừa chạy vừa đánh là nó bị trễ là nó sẽ hẹp, đánh sớm chút là nó sẽ đủ. Chạy chậm thôi. Cũng 2 phút thôi, cái chuồng là 2 phút hết. Mình coi thời gian nó chạy đây thì biết liền mà. Không, nó bấm dây nó mới chuẩn. Tại nó tiết bao nhiêu giây, bao nhiêu phút. Nó tính 1 phút rưỡi hay là 1 phút 7, 1 phút 8 gì đó là tính luôn biết. Cái luôn. Cái chuồng ở đâu tính tiền, đâu tính giây đâu. Không, 2 phút á, một chuồng là 2 phút, quá 2 phút là nó trừ 5 điểm đó. Chứ không phải là mình kêu mình đi lâu là nó bị trừ điểm đó. Còn nếu mà không vô chuồng được là rớt luôn chứ. Nhưng mà tùy theo xăng, mình không biết cái xăng nguyên nhân có cho rớt không biết. Thì họ thầy kia thứ là ví dụ như cái chuồng mai mốt mình thi sẽ khạch là cái chuồng quá là có trừ điểm không? Vô tinh tiếp. Vô tinh tiếp, trường hợp mà luôn không được là bị trừ 5 điểm là có cách tính riêng và nói rồi. Ha. Mình xử lý cách của mình riêng chứ mình le hay là hết giờ. À, hết giờ là nó bị trượt luôn á, đúng không? Đừng có cho nó hết giờ mà. Không thực hiện bài thi mới rớt, còn mình vẫn thực hiện bài thi là nó thiếu giờ thôi. Không rớt, nó trừ 25 điểm á. Là quá 18 phút rồi ấy, là chưa bấm bích bon á, là mình chạy ra đã trừ, mình có cách của mình là nó đừng có đạp coi, vô cái khu vực tính điểm mà coi thận nó qua bánh xì đúng không? Đây nhìn tới đây ui trời ơi, chứng y như là ấy luôn á, mà như khung luôn mà cách bên đây 10 phân bên kia 10 phân luôn, tại cái đó nó 40 mà cái bánh mình có 20 thì còn có bên 10 phân y chang luôn á. Để coi là đạp mà không biết liền mà sao xì đứng vậy. Sao để chờ nó xíu cho để cua ra, nó đang nó dừng, nó có việc gì á, nó chờ cái xe kia lên, nó chờ cái xe nào mà đứng luôn rồi. Đâu có xin nào đâu. Nó nghe điện thoại sao. Ở đây thì sao luôn luôn, anh kia luôn. Trong lỏng ấy mà nó trong lọc kẹt lên chứ. Đây cua này cái mặt kia cho chỉ trong lỏng này mà sao mà cái đây lên trén này là lên đây chút nữa này. Không, nãy xi cái nãy xi cái đang lui này. Nó bị lui chứ đúng là cái trén này lên xíu nữa mới đánh chứ còn chưa lên là nó sẽ đập bên đây. Rồi đánh luôn là ok rồi đó. Rồi ok, dùng gương biết liền đã phóng tầm rộng. Không nhận diện được khuôn mặt học viên. Rộng minh mông à. Cái này mà đi ra nữa chạy nữa thôi chứ đi thi nữa. Thôi lâu lết rồi mà tập gì. Thôi thành huấn luyện viên được rồi. Tập sự được rồi. Thôi thay kiệt làm chứ giờ giờ tôi thấy rồi. Chỉ đây luôn à, chỉ thận luôn à. Thận giật xeo. Quên thụ là giật trước mà giật cũng nhỏ, giật là đâu phát nào được phát đó luôn. Giật chuẩn đây còn chỉnh đi giao giao si luôn rồi. Giao si luôn. Giao si là nếu mà kèm cặp anh em nào yếu là kèm luôn. Ví dụ như là phó tướng rồi. Thay nhau hút thuốc rồi. Hút thuốc rồi. Xin hỏi thầy Kiệt phải dạy không? Kêu bây giờ phó tướng rồi đúng không? Kiệt tướng này thủ phó tướng. Tầm đây ngay trụ là tương đương với cái gương nó ngay cái bờ, cái đây ngay cái hàng cây thì cái gương nó ngay bờ là mình đánh luôn ok. Ngay điểm đó thì mình thấy qua là ok luôn. Vô động mình mong không đó, động đó.
Bên đó hình như bên đó nó cũng không có ông Hân đâu, bên nào à, bên đó cũng có Hân, có cái chỉ luôn. Nhưng mà cái chỉ đó mình dặm không dặm mình không thấy, cái chỉ đường cam cam á, thấy không? Không, cái này trên đầu không thấy, nhưng mà cái đầu đẹp đầu mình không thấy nè, nhưng ước lượng thôi. Cái đây điểm chết mà. Ừ. Sao mình thấy được? Không, nó nằm ngay cái góc chết hả? Góc mù á, điểm mù hả? Mù sao mình thấy? Đây dừng đèn xanh đèn đỏ. Ngay cái bạch vàng ngang trên nó vậy, gần đi bộ mà, đứng lại trước cái bạch vàng đó mà, cái cabo mình chứ. Ở trường đèn xanh đây. Ừ. Nói chung là đứng trước cái bạch vàng đó chứ không là qua bạch vàng đó là cái cabo mình qua bạch vàng là nó rồi qua thứ phút đây tiếp dẹp này tiếp dẹp ghép dẹp đến phút này qua thủ làm này làm muốn tốc hành lắm bấm dây của mình nó mất tiêu rồi chắc đó, bây giờ tới đây bây giờ bấm cho nè bây giờ bấm nha bây giờ chờ này đó rồi, chỗ nào rồi bấm giờ này này mà chuẩn bị ba vô vô ra bắt đầu nha rồi bên đi ba chạy đi 260 giây là tầm 120 giây mà 2 phút thổ máy. Cứ quay phim đi, rồi đây này, xin quay cái đồng hồ dây luôn cho biết. Quay máy vô đây luôn để lên giờ luôn à. Là có chỉnh đi nữa cũng không tới 2 phút đâu. Thủ chỉnh nhanh lắm. Biết là có sửa mà, bài sửa luôn trong vài bố gọn của 2 phút được. Mình sửa sao sửa trong 2 phút là không sao. Không thực hiện bài thi với nó coi chứ còn mình thực hiện bài thi mà trễ thì trừ 5 điểm thôi. À. Quá 5 phút, quá 2 phút thì trừ 5 điểm thì sao làm sao rớt được. Là luật mà còn mình không thực hiện bài thi cả mình mới rớt chưa được 1 phút mà bây giờ đã vô rồi đây mà rồi thẳng đi rồi được rồi ra thôi bây giờ đây Nam Phân cũng hơi xếm á đúng là 10 phân mới chuẩn tại vì 25 mà đây xích hơi xích nhưng mà cũng kệ không đạp là được là báo chun là được này, mới có 1 phút này ra luôn rồi nè ha mới giờ 1 phút với mấy 1 phút 05 giây nè chưa tới mới vừa nãy đang đánh ra là mới có 1 phút tròn thôi đó. Nếu mà bây giờ giả sử sai đi nó sửa cũng nửa phút về là thành phút rưỡi thôi rồi xin tú lên cầm đi giờ nó thuận làm chứ mình mới làm mới làm đấy thì thôi cứ để nhường hai anh em làm đi tại vì sáng giờ mình cũng chạy rồi mà chiều nay làm tiếp á chiều nay ra tiếp tục theo phiên nhau làm anh em mỗi đứa mỗi chút vậy chứ để có một kén mà chứ làm một mình nó đuối vậy chứ thả chạy mình thả chân ra chứ ăn nó là xíu nữa ăn cơm rồi anh em vô phòng vi tính rồi dập đi thiết một chút rồi một giờ là anh em ba anh em ra cốt tiếp xe đây nè này kia còn nãy nói rồi để vô nhà ăn mua chai nước nè cho kêu đó ý là về số trước cái bảng này phải không về số 2 trước bảng này rồi tới về lại số 1 trước bảng dậm côn này là giờ tao đâu mới thấy tao đâu mới thấy nha chứ anh thấy mà nhấp chỗ kia là nó có sáng đèn là nó từ điểm anh á tới ngày trong... đây mới được nhấp đèn sáng lên mới lúc mới thấy còn tháng lúc bây giờ thả tháng ngày sao tới đây mới được tháng gần tới đây mới được tháng sớm quá là không được tháng tới cái bà tao mới được tới trước cái bảng này là mới được chứ anh nói cho sáng đèn sẽ nhanh xuống mà chờ anh thấy kia là nó sáng đèn này nó thấy là nó kêu là mình chưa bài tăng tốc chưa hoàn thành mà đúng rồi không nên sang tháng sớm. Thấy là nãy anh Tú anh tháng trước đây là anh kêu là nói không đúng tháng trước. Giờ mình tăng là mình muốn thắng mình thắng chứ. Đã quá nãy giờ mình bấm dừng rồi chứ nãy giờ canh giờ rồi mà cũng bấm gì để cho nó chạy chi mà quậy. Rồi tốt rồi này giờ nặng thêm người nữa mà nó vẫn nó không đồ ra này có gì nghe này. Thêm một người nữa nó nạn xe lắm á chứ phải mồi ra rồi với lệ côn phải thả thêm rồi đây hơi qua cái trộn xíu không sao kệ cứ mấy gì đó mấy giữa chứ có cái dừng được rồi rung rồi nó thả được rồi rung mạnh phải cho rung mạnh chút mà đếm ga rồi dừng lại không được đếm ga thêm đếm ga mức độ rồi không được đếm thêm mà vừa sao vừa thôi chứ rú quá là nó đâu có được tác dụng gì đâu nhà em rô cho ba người mà như vậy thì nói thằng qua đây ổn không qua đây dốc ổn không được không có sáng giờ chưa có bị tét vé chưa bị tụt dốc mà vẫn không tét máy do đi một mình á cái xe nó dễ qua đi mình á mình là côn đâu cái côn nó nhẹ cái cần mình thả côn đủ là mình thả thắng tự lên luôn á không cần bốn ga luôn tự phán luôn rồi thả cái chân côn ra là bắt đầu không cần đệm ga luôn nó tự đúng nó lên một mình nhẹ quá cái xe nó nhẹ quá
Còn nếu mà chở thêm người là phải múc ra. Chờ đi thi có người ngồi gần mình hay sao ta? Không có. Không có. Mình một xe thôi chứ. Xe nó có. Nhưng mà có người ngồi gần. Xe tự chấm à? Là bên xe nó tự chấm với hai đứa là sát hạch viên công an đồ nó theo để nó sợ mình là nhờ thầy đồ lên là nó gọi là gian lận thi cử là có được. Kiểu có người ngồi gần là giống như là mình nhờ ông thầy lên ngồi thì ông thầy nó ngồi lên rồi mình đậu cho mình ra mất còn gì nữa.